Chiều 27 tháng 7, thông tin từ bệnh viện trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai trong số 4 công nhân trong vụ ngạt khí dưới hầm cống đã được xuất viện sau một ngày điều trị. Theo đó, anh TTB 43 tuổi và NKM 22 tuổi được chuyển đến khoa cấp cứu vào chiều qua 26 tháng 7. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị thiếu oxy trong máu và mô, được thở oxy mũi. Sau khi hỗ trợ hô hấp 30 phút, anh B và anh M được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới tiếp tục theo dõi. Đến hôm nay, tình trạng bệnh cải thiện tốt, các xét nghiệm đều trở về bình thường, cả hai đã được xuất viện hai trường hợp còn lại là anh VHBa 36 tuổi và DBC 33 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch các chất bẩn trong đường hô hấp. Sau đó cả hai bệnh nhân được chuyển lên khoan nội phổi. Hiện tình trạng suy hô hấp của các bệnh nhân đã giảm và đang tiếp tục được theo dõi. Đây là bốn công nhân bị ngạt khí khi làm nhiệm vụ ở cống thoát nước trên đường Trần Văn giàu, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể của anh TTB, 43 tuổi, tại thời điểm làm việc, khoảng cách từ miệng cống đến đáy chỉ hơn 2m, được mở nắp để thoát hết khí trước khi làm việc. Các hầm cống không có mùi ga bốc lên nhưng công nhân chui xuống dưới đều bị ảnh hưởng. Người đầu tiên xuống cống là anh K L 38 tuổi, chỉ sau 5 phút, người này ngất xỉu và nằm sấp mặt trong lòng cống. Khi phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh A 36 tuổi xuống ứng cứu ngay và cũng ngất xỉu. Những người tiếp theo xuống hỗ trợ cũng rơi vào cùng tình cảnh. Khi lực lượng công an đưa nhóm công nhân lên, tất cả đều ướt sũng, quần áo dính bùn và nước bẩn, một người đã tử vong.